Ừ, tàu cũ. Ừ. Đấy, mà nhìn cái này quen lắm. Quen lắm. Xem cây được không nhỉ? Nhớ, em nhớ cái này. Bạn nhớ ở đâu? Bạn giá tiền thôi. Đây nào. Dạ. Tu tu mấy kiếp đấy. Tu mấy kiếp đấy. Đấy tu mạnh vào. Đấy giời ơi. Giơ lên tập tạ thế nào. Bê đi đâu? Khách đây về bê chạy à? À. Đuổi khách à, tiến khách à? Vâng. Đấy nó phải niềm nở. Cây này hình như là của nghệ nhân đấy đúng không? Cây này bao tiền đấy anh? Ừ, cây này bao tiền đấy anh? 10 triệu. Lúc này không thấy chở Sam Hương nữa đi nhỉ? Không có của anh đâu, của ai? À thế à? Thế của ai à? Của ai? Anh báo giá hộ người ta. À. Ok. Được. Ông Ngọc Mai. Đây này quay. Mật. Đây à. Rất là học luôn. Đẹp. Hàng đẹp sao mà đông người xem thế nhỉ? Lên này nhả nó lên. Đánh bay nó lên. Đánh cái tay cây để tay sau này cô và cái chỗ bé nó mới đẹp. Cái này đưa lên này. Nhả khe này nó gảy lên. Đấy, mỗi người chơi thì đúng thích. Mỗi người. Dạ. Bao tiền? 18 triệu. 18 triệu. Đấy. Hôm nay chị lại ủng hộ rồi. Ôi, nó gần xong cây rồi. Ừ. Kinh đấy nhỉ? Làm cái này đi. Ok. Chị mua được. Chị tiền đi. Chị... Cái nào? Đây. Thích để cho. Chị giá thôi nhỉ? Đúng. Không là em có dám lấy tiền của em đâu mà lo. À xong phim rồi. Xong. Mẹ chưa nóng đít đâu. Thế thì hôm nay lại được về sớm rồi. Vừa mới ra đã phải về rồi. Xịn à? Đầy đủ nhà em chưa có đi. Nhưng mà phải mang cây đẹp ra nhá. Thì vào thẳng nhà em đợi. Mang ra nhỉ? Ừ. Lại cứ cây đẹp lại cứ mang ra sau. Nha. Cái... Đấy, khôn lắm, khôn. Khôn lắm. Khôn cái gì? Chiến lược bán hàng đấy. Ở nhà con cây đẹp mới gọi là người thông minh. Nu đầy thân à? Bí tiền phải bán hết. Đồ hai thân đẹp. Đồ hai thân đẹp à? Nói là thấy rẻ rồi. Kìa cái này là chị lại mua rồi. Cứ mỗi phiên chỉ tiêu rồi vài chục thôi. Chị lại thích rồi, chị lại mua rồi. Đấy, 35. Ngồi để xong sẽ trả tiền luôn, đưa cho nó ngay đây. Đưa sau sao lên trả cho. Xin của mày. Xin là xin gì đây nhỉ? Đây là vũ phòng. Tái chuột. Già lại trả. Bao nhiêu vậy ngài? Bao nhiêu? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Ừ. Kéo mấy cái cỏ này vào. Rẻ. Sáng tăng đấy. Chú à? Có cái gì mới không chú?
có cái gì mới không? Lần này có mua cây nào mới không? Có, kết lắm rồi, kết. Kết lắm rồi. Phút mốt hết à? Phê à? Ừ, cũng thấy phê. Vào mấy trăm sao mua cái đồ lây đồ ra tiền. Công nhận. Đúng rồi. Mẹ nhìn này. Từ phân ra có cây nào đẹp gửi lên. Vâng. Thì có cho số đi. Lấy số đi, chú lấy số đi. Đấy. Nhớ phải gửi cây đẹp nhá. Cây đẹp nhất vườn về xuống. Ờ, cứ gửi cây đẹp. Gửi cây đẹp nhất vườn trở xuống. Rồi là được làm, về được làm. Mình đều nghệ nhân cả, lo gì. Đấy. Hết gạo là cứ xuống chị. À. Cái này đi mua cây vào nhiều tìm gạo bán. À, úi giời. Thì gạo nhiều để. Em tên là gì? Em tên Hành. Việt Hành là đấy. Hành. Số đẹp thế. Hành. Các tên số đẹp cũng phải bằng một cái cây mới chụp nữa. Ờ, thế cơ. Thế gì cũng phải thế. Bán số không? Việt Hành à? Vâng, Việt Hành là đấy. Kiểu như nghe lại tưởng tỉnh Việt, alo, của em là Việt Thanh. Tưởng lại tưởng tỉnh Việt Thanh thì bảo mẹ. Này vừa nãy chưa có giá, bây giờ mới có giá đây, 27 triệu. Số điện thoại là 038 33 55 789. Úi giời, đẹp quá. Ở Vĩnh Phúc, Tài Vĩnh Phúc. Tài Vĩnh Phúc 6789 à? 5789. À 578. Tưởng 6789 là sống bằng tình cảm thôi. Mịn à? Ừ. Anh cho là rất mịn. Ừ. Tương đối lên. Bây giờ hai anh em vừa phân tích với nhau, mình chỉ là thêm một tí bệ nữa. Ừ. Thân thêm vài cái mầm thở, thân nó nở ra là đẹp. Cái này là trước mua của ông ấy là ông trồng trậu tròn. Thế hỏi ông ấy sao chú không cho trậu ra, bảo tôi không thích cái trậu tròn nó trồng nó chơi. Thế này, những cái này là sau có nuôi lại nó nở thân này ra là đẹp. Thế là không cắt bỏ, để cứ bỏ. Cái này trước của nó lên to là không bỏ. Cái này đang cần nở thân thêm. Nở thân nửa vệ. Nở thân nửa vệ để cho nó cân với bóng. Đấy. Mời anh em giao lưu với nghệ nhân đến từ Vĩnh Phúc. Đó là sắp mùa đấy, sắp mùa. Đúng không? Ghép thiếu không? Đây là một nghệ nhân là theo đuổi mua mãi nhưng mua được cây này. Nuôi vài năm nó cù lên là không nhận ra luôn. Thế này nhận gì nữa, là đẹp rồi, phải ngấu rồi. Cái bọn tiền này nó tùn dân kinh lắm. Này, nó càng nuôi nó càng nở thân, nó gai góc. Lờ đi. Em à, thôi em bây giờ có dám mua sắm gì đâu. Con này thì con ế thiu luôn, em không sợ. Em đang ế, em đang muốn bán thì chưa bán được đây này. Em không phải ngồi nhìn trong video hết căng rồi. Chết dở. Ai mua xe bán cả xe luôn, quay. Bán cả xe. Ừ, bán hết. Về với xe khác. Bán hết, vào nước chưa? Ờ. Giá cả thôi. Đấy, giá cả đấy em. Em cứ xem giá cả đấy. Đấy, chị lại ủng hộ rồi. Giá đấy là giá thì ở nhân thế chị không được. Từ rồi chưa kiểu gì cũng gặp nhau. Chợ bắt đầu đông quý vị ạ. Hôm nay rất là thời tiết rất là đẹp. Úi xa. Đấy, phiên cuối cùng có thể đông đúc đây quý vị.
bỏ bác không mang cái sạch, cái này mang cái sạch là mang cái này tiền tiêu. Được, tiêu ạ. Cây đẹp đấy. Chín này, cây vuối đẹp. Nhà nón bộ này. Ấy giời, ruối nó phải thế này mới gọi ruối nhà. Xin ạ, ấy lại bắt chồng trả tiền rồi, mua cây kia rồi, lại mua cây kia rồi, là cái được lộc của ấy đấy, lại cũng mười mấy triệu đấy không ạ, cây ghép, mua là phải mua cây này này, đúng không ạ? Thật bằng thật. Được đấy. Cây này chỉ cho vào cái chậu thấp hơn đẹp cực. Cho chậu thấp lên thôi. Vâng. Quá à. Được rồi đấy. Vợ chồng mình mua cây 11 triệu. Cây kia gần 20 triệu đấy không ạ? Mua ai? Đấy kìa. Mua rồi. Kiểu này nó lại mua rồi đấy. Dư dấn chưa kiểu gì cũng bê. Kết lắm rồi đấy.